Ghi nhận ngày 9 tháng 11, các công nhân đang gấp rút phát quang sang lớp mặt bằng bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Những ngày tới, hoa hướng dương sẽ được trồng để tô điểm vào dịp Tết dương lịch âm lịch năm nay. Theo ghi nhận, cỏ dại, lau sậy, đất đá dọc bờ sông Sài Gòn phía phường Thủ Thiêm đang được dọn dẹp, san ủi. Những vị trí ruộng thấp được đổ thêm đất để san lấp cho bằng phẳng. Phần đường dọc bờ sông đang được làm bó vỉa, dọn dẹp bùn đất, rác rến. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết đang gấp rút phát quang, chỉnh trang cho bờ sông Sài Gòn theo kế hoạch. Đoạn được cải tạo kéo dài từ cầu Ông Cậy đến cầu Ba Son, dài khoảng 830m, rộng 50m. Các hạng mục được làm gồm phát quang, san lấp mặt bằng, làm bó vỉa hè, chiếu sáng, làm công viên ven sông. Đặc biệt là các vị trí trồng hoa hướng dương đang được làm sớm để trồng cây vào thời gian tới. Thành phố Thủ Đức sẽ có vườn hoa hướng dương dọc bờ sông Sài Gòn để phục vụ người dân vào dịp Tết âm lịch. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành và tạo một điểm đến mới mẻ cho người dân vào dịp Tết dương lịch sắp tới, vị này cho hay. Theo kế hoạch, cánh đồng hoa hướng dương được trồng với diện tích rộng 5.000 đến 6.000 m2, vị trí vườn hoa nằm ở phía sau đình thần An Khánh, hướng bờ sông Sài Gòn.